Ngày 7 tháng 9, Đại tá Hồ Văn Lai, trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang đề nghị tuyên dương một tài xế xe tải dũng cảm vì anh này đã dùng chính xe của mình đang điều khiển ngăn được một vụ tai nạn. Theo đó, vào khoảng 14h30 ngày 6 tháng 9, chiếc xe khách biển kiểm soát 53N lưu thông trên đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng hướng về Sài Gòn. Khi đang đổ đèo với tốc độ cao thì chiếc xe bị mất phanh. Lúc này 30 hành khách trên xe vô cùng hoảng sợ nên la hét dữ dội. Trong khi đó, chiếc xe vẫn lao vun vút trên đường khiến tài xế phải cố gắng xử lý ở những khúc cua nguy hiểm. Phát hiện xe khách bị mất phanh đang lao nhanh xuống đèo, anh Phan Văn Bắc, sinh năm 1984, tài xế xe tải biển kiểm soát 49C09851 đang lưu thông phía trước, lập tức giảm tốc độ, báo hiệu cho tài xế xe khách dựa đầu xe vào đuôi xe của mình nhằm làm giảm tốc độ xuống. Tuy nhiên, quán tính chiếc xe khách đâm vào khá lớn, nhưng xe tải vẫn khéo léo ra phanh và dìu xe khách xuống 465m rồi dừng lại trong sự thở phào nhẹ nhõm của hàng chục hành khách trên xe. Khi tổ tuần tra trạm cảnh sát giao thông Madagui đến hiện trường, hành khách trên xe cho biết rất sợ khi xe bị mất thắng và cảm ơn tài xế xe tải Rorit. Sau đó, công an đã đề nghị tuyên dương người tốt việc tốt cho tài xế xe tải. Hiện xe tải đang bị hư hỏng sau vụ cứu hộ, nên hàng hóa được tài xế bắt chuyển qua xe khác để kịp giao cho đúng hợp đồng.